Lời lẽ của mấy đứa ăn mảnh như này em cũng tin à? Em cứ giúp đi chăng nữa ấy, em không có con được đâu. Còn mày mà bén mảng như lên một lần nữa ấy, lúc đấy tao cắt tay đấy. Hộp cơm pha thuốc sổ ấy, mày ăn rồi sẽ như thế nào? Mày đi phá ra đi, nhanh! Ủa muốn con chết của mới hài lòng hả? Mày chính là đứa làm cho con gái tao có bầu đúng không? Con ơi! Cô cho con này, nhớ ăn hết nhá. Con cảm ơn cô ạ. Không có gì đâu. Anh làm cái gì đấy? Làm cái gì hả? Tại sao không nghe lời anh nhỉ? Em suốt ngày em cho cái bọn ăn mày này làm gì? Anh Lâm, đây chỉ là một hộp cơm thôi mà. Một hộp cơm? Một hộp cơm nhưng mà ngày nào em cũng cho ấy. Em nhân lên, nó là bao nhiêu tiền? Hôm sau ấy, nó kéo cả đàn cả đống đến nhà mình thì em tính làm sao? Hả? Anh đang bị nói quá rồi đấy. Hoàn cảnh của cậu bé này rất là đáng thương. Mẹ cậu ấy thì mất sớm, ở với bố dượng thì bị bố dượng đánh đập ra đúng nỗi như thế này. Chả có quá đáng gì cả. Lời lẽ của mấy đứa ăn mày như này em cũng tin à? Hả? Vớ vẩn ấy, nó đang nhủ lòng thương của em để em đưa nó về nhà. Rồi nó dở thói ăn trộm ăn cắp ra, lúc đấy em tính làm sao? Anh, mình giúp người cũng là giúp mình mà. Với cả bao nhiêu năm nay, vợ chồng mình cũng hiếm muộn, đã làm gì có con đâu. Giúp mình, giúp người cái gì? Em cứ giúp đi chăng nữa, em không có con được đâu. Anh... Còn anh nói luôn cho em hiểu đây này, đừng có ý định mang thằng này về nhà mình nhá. Anh không nhận đâu. Còn này kia, tao nói mày biết này, từ sau ấy, tao cấm mày bén mảng đến đây. Còn mày mà bén mảng đến đây một lần nào nữa ấy, lúc đấy tao cắt tay đấy. Khổ thân con đừng sợ nhá. Chồng cô nóng tính nên nói như thế thôi. Đây, tiền này cô cho con. Tí đã ra ngoài kia mua hộp cơm mới thì ăn nhá. Con xin cô ạ. Ngoan lắm. Đi mua đi, không có đói. Vâng ạ. Muốn ăn cơm để tao xem hôm nay hộp cơm pha thuốc sổ ấy, mày ăn rồi sẽ như thế nào? Này, cho mày này. Hôm nay vợ tao ốm, tao mang cơm cho mày. Con anh bị ốm hả chú? Cô có sao không hả chú? Không phải việc của mày. Ăn đi. Bố ơi, con xin bố đừng đuổi con ra khỏi nhà mà bố. Mày cút khỏi nhà tao. Tao không có đứa con gái chửa hoang như mày. Giữ mày lại căn nhà này ấy, để cho láng giềng, hàng xóm nó dị nghị tao à? Sao bố lại nói như thế à? Dù sao thì con cũng là con gái của bố mà. Tao không có đứa con gái như mày. Nếu mày muốn làm con gái tao, mày đi phá ra đi, nhanh. Nhưng mà đứa trẻ nó không có tội. Bố đừng có ép con được không? Chẳng lẽ bố muốn con chết nó mới hài lòng hả? Mày có giỏi, mày chết thằng mẹ mày luôn đi. Bố đúng mất cái đầu đó á. Mày sao? Mày là tao bắt con này. Mày chính là đứa làm cho con gái tao có bầu đúng không? Không. Nói. Không phải đâu bố. Không phải là anh ấy đâu ạ. Nó là ai? Tôi là đứa trẻ mà 20 năm trước vợ ông hàng ngày cho cơm đấy. Bây giờ tôi đã làm giám đốc rồi. Hóa ra là anh ạ. Em cũng nghe mẹ em kể với anh rất nhiều. Nhưng mà mẹ em mất rồi ạ. Thế liên quan gì đến mày? Cút, mày cút khỏi nhà tao. Chuyện này không liên quan đến mày. Mày để cho tao dạy dỗ con gái tao. Em, hãy để cho anh chăm sóc em. Anh không bao giờ để ai bàn tán và dị nghị về em. Nhưng mà em... Không sao. Bố em đã không cần em rồi. Em là con của mẹ Quyên, anh tin. Em sẽ người có tốt. Để